G-Dragon chia sẻ về nghi vấn hẹn hò tình mới hậu chia tay Jennie Blackpink. Đang yên đang lành thì mới đây, trong một bài phỏng vấn với truyền thông, G-Dragon bất ngờ chia sẻ, là một người của công chúng tôi cần phải nhận thức và giáo dục về các vấn đề hiện tại một cách trực tiếp và gián tiếp. Bằng cách này, tôi có thể duy trì động lực và tiếp thu những ảnh hưởng. Tôi cũng tò mò về những gì đang xảy ra ở đây và bây giờ. Đây có thể xem là chia sẻ đầu tiên G-Dragon hậu nghi vấn hẹn hò người mẫu Kim Ah-yoon khi vừa chia tay Jennie Blackpink. Chính vì vậy, dân tình cho rằng G-Dragon đang ẩn ý về ồn ào vừa qua. Tin đồn G-Dragon và Jennie hẹn hò bắt đầu được dấy lên đầu năm 2021, bắt nguồn từ phát ngôn mập mờ YG. Từ đây, netizen cho rằng bộ đôi này đang ở trong mối quan hệ hẹn hò. Ngoài ra, cả hai không ít lần để lộ dấu hiệu yêu đương trên mạng xã hội, khiến dân tình càng có bằng chứng tin rằng tin đồn kia là sự thật. Tuy nhiên, cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin G-Dragon Jennie đã chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Theo đó, tài khoản Instagram của G-Dragon đã hủy theo dõi Jennie và các thành viên khác của nhóm Blackpink. Vào ngày 23 tháng 5, Never cũng bất ngờ đưa tin nam ca sĩ V BTS và nữ ca sĩ Jennie được cho là đang hẹn hò. Khán giả bắt gặp cả hai lái xe du lịch cùng nhau tại đảo Jeju. Hình ảnh cho thấy nam ca sĩ là người lái xe, Jennie ngồi bên cạnh. Cô đeo kính của thương hiệu Zentomonte mà nữ ca sĩ đang là người đại diện. Vi từng nhấn theo dõi Jennie trên mạng xã hội Instagram, sau đó nhanh chóng hủy bỏ. Hai người bạn của Jennie là nữ ca sĩ Grimes và người mẫu Chung Ho-yeon cũng nhấn theo dõi Vi. Theo Never, Jennie và Vi có nhiều bạn bè chung và gặp nhau nhiều lần khi tham gia các sự kiện. Công chúng còn chỉ ra tài khoản mạng xã hội của Vi và Jennie có nhiều nét tương đồng. Đây được cho là Love Instagram, những tín hiệu hẹn hò bí mật mà các thần tượng K-pop hay sử dụng, tạo nên những chi tiết bí ẩn tương đồng với người yêu, nhưng không muốn cho người hâm mộ biết là mình đang hẹn hò. Tuy nhiên, người hâm mộ của Vi BTS cho rằng đây là hình ảnh được cắt từ chương trình giải trí thực tế In The Shop. Người ngồi bên cạnh Vi là thành viên J-Hope, song J-Hope đội mũ trong khi cô gái bên cạnh Vi lại đeo băng đô. Theo Never, việc Jennie 1996 vướng tin hẹn hò Vi 1995 đang được công chúng bàn luận sôi nổi. BTS và Blackpink đang là hai nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và có lượng fan quốc tế đông đảo. Trong đó, cả Jennie và Vi đều là những thành viên được hâm mộ cuồng nhiệt, có thể coi là biểu tượng của nhóm. Trước thông tin hai thần tượng hẹn hò, công ty quản lý của Jennie là YG Entertainment chỉ phản hồi, chúng tôi không có gì để nói. Trong khi đó, Big Hit Music, nơi quản lý nam ca sĩ Vi chưa lên tiếng. Về phần mối tình mới của G-Dragon, mới đây trên trang cá nhân Instagram của mình, nữ người mẫu Kim Ah-yoon đã đăng một bức ảnh chụp cùng G-Dragon cùng với chú thích Friday. Trong ảnh, cả hai đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế trước một cửa hàng. G-Dragon phối áo sơ mi chấm bi với quần jean sáng gấu ngắn, thể hiện gu thời trang độc đáo. Trong khi đó, Kim Ah-yoon tỏa ra một bầu không khí xanh điệu với bộ đen đơn giản. Cô nàng nghiêng đầu về phía G-Dragon khi anh đang hút thuốc và tạo dáng trước ống kính. Dường như cả hai đang rất vô tư thể hiện trạng thái cảm xúc của mình. Điều này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng dường như cả hai đang hò hẹn với nhau. Trong khi đó, người hâm mộ của G-Dragon cho rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Kim Ah-yoon sinh năm 1994, là người mẫu diễn viên. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2018 và xuất hiện trên các tạp chí thời trang, MV và quảng cáo. Cô ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim Adventure năm 2019. Dưới tin đồn hẹn hò, G-Dragon Kim Ah-yoon vẫn chưa lên tiếng giải thích rõ về nghi vấn tình cảm này.